mình là nghệ sĩ, dù cái nghề của mình là cao quý, nhưng người đời vẫn dành cho chúng ta nhiều thành kiến. Cho nên ba muốn nhắc con, với những bậc công tử giàu sang, con đừng nên nặng lòng bận dạ yêu thương, để không vương mang đau khổ buồn và đoán trường đắng cay, không đại đọa trái tim hồng. Đời người nghệ sĩ long đong như cánh lục bình trôi dạt trên sông, chim nôi bên bông mà định kiến cuộc đời là bão giông. Quay động từ đây sông muôn lượng sông dân trào, phần lục bình sẽ trôi vào bể dầu, rồi trọn kiếp sẽ đau sầu khi môi duyên đầu dở dang. Con đâu dám đã mang trong lòng nhiều ước vọng, khi biết đời hát rong sông nước phiêu bồng, chỉ mong vui sống cạnh cha già trọn đời theo nghiệp cầm ca. Tầm nở dâu dù đơn đau cũng phải nhà sợi tơ vàng, ta nở nhân gian tiếng nhạc cung đàn. Dẫu đau khổ bẻ bàn, tiếng hát vẫn ngân gian. Họ xây quan liêu cùng quan cung thương, nức nở đoạn trường. Nghệ thuật chân chính là phải nói lên nguyện vọng tâm tình của những người dân. Họ đang quằn mình hứng chịu biết bao nhiêu oan khuất trong đời. Nghệ thuật vị nhân sinh mới là chân lý tuyệt vời. Bấy lâu nay ba làm nghề bằng niềm đam mê cháy bỏng, bằng nhiệt huyết và bằng tấm lòng tha thiết yêu cải lương, xuôi ngược sông hồ dày dạn gió sương, dinh nhục vui buồn đã bao lần nếm chai. Không vì chút đắng cay mà làm điều sai trái, đem nghệ thuật thiên niên phục vụ bè phái tham tàn. Lời của ba câu quý vô vàng, nếu gặp cảnh phố phàng mình vẫn vui lòng đón nhận. Ta giữ cho cải lương sự thanh cao trong trắng, dù trăm nỗi nhục nhằn, dù trăm vàng đắng cay.